Mới đây thì một số cửa hàng trái cây cao cấp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã giao bán loại hồng Nhật giòn có giá lên tới 500.000 đồng một quả. Theo mô tả thì loại hồng này được vận chuyển theo đường hàng không, có khối lượng từ 300 đến 400 gram một quả, nghĩa là to gấp 2 đến 3 lần so với quả hồng trồng ở Việt Nam, có vỏ rất mỏng, thịt giòn thơm. Theo đại diện của một chuỗi cửa hàng hoa quả nhập khẩu, đây là giống hồng giòn Tai Su đã xuất hiện từ năm 1995 tại tỉnh Kagawa, Nhật Bản. Giá bán tại Việt Nam của loại hồng này hiện khá cao vì đây là giống hiếm, cộng với việc toàn bộ quả đều đi bằng đường hàng không và là hàng tuyển loại 1. Dù giá bán cao, nhưng loại hồng mới này đã cháy hàng trên toàn hệ thống. Theo Tổng cục Hải quan, thì tháng 10, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 50,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,3% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng qua, thì tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 439,32 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thì tổng trị giá xuất khẩu ước đạt là 228,77 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,2%, và tổng giá trị nhập khẩu ước đạt 210,55 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2019. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng qua tiếp tục đạt thặng dư kỷ lục với con số xuất siêu lên tới 18,22 tỷ đô la Mỹ. Phát biểu tại diễn đàn nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt trước thời cơ thách thức từ các hiệp định thương mại thế hệ mới do Bộ Công Thương tổ chức ngày 29 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Công Thương ông Đỗ Thắng Hải cho biết, việc tham gia các FTA đã góp phần thúc đẩy GDP của Việt Nam tăng hơn 300%, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 350%. Mặc dù thừa nhận những lợi ích lớn do FTA mang lại, nhưng nhiều ý kiến đưa ra tại diễn đàn cũng cho rằng, các doanh nghiệp Việt Nam, sản phẩm hàng hóa của Việt Nam hiện nay cũng đứng trước nhiều thách thức khi hàng hóa của nhiều quốc gia trong FTA tăng lượng nhập khẩu vào Việt Nam với tỷ lệ xóa bỏ thuế quan lên đến 100%. Đặc biệt đối với những nhóm ngành hàng mà Việt Nam vốn không có thế mạnh. Do đó thì thời gian tới, các doanh nghiệp trong nước cần chủ động chuẩn bị năng lực, nguồn hàng, nâng cao sức cạnh tranh thông qua việc xây dựng kế hoạch dài hạn, bài bản cũng như nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh để có sự chuẩn bị tốt nhất khi phải đối mặt với áp lực cạnh tranh.